là 6 giờ sáng thứ năm giữa tuần. Giờ cái góc này không đẹp lắm. Chess.
Tạ thì không còn nhiều. Vụ này liền mà thấy bà. Này chỉ thế, một trai một gái, chỉ hai là đủ. Như thế nào đây? Nha. Không có thời gian nhiều để khoan mày. Đây, trước đây sao?
hôi nó đổ nhỏ thành giọt, có nguy cơ rơi vào lỗ mũi thì mới có cơ may là đốt mỡ được các bạn. Còn nếu mà hôi mà chưa đổ thành giọt thì có nghĩa là chưa đủ căng thẳng, chưa đủ áp lực, không thể đốt mỡ được với cái cường độ đó đâu. Các bạn còn phải tăng cường độ lên nữa. Các bạn nghĩ vậy là căng thẳng, nó chưa là gì hết. Cho đến khi bạn nhỏ mồ hôi, có nguy cơ đổ mồ hôi vào mũi. Đó, thấy chưa? Đó, dưới chùm râu. Đó, mới là đổ mỡ. Đi qua đi lại cái chỗ này cũng uống nguội rồi, rộng quá. Không cần nhiều, nửa tiếng một ngày là đủ. Hầu như không có ngày nào mà tôi tập nửa tiếng hết, đâu là hơn không thì nó phê quá. Giờ là bài cũ nè, chia nó ra các bạn, đừng có kéo cho cả trăm cái đã lại xong cái sau nghỉ luôn, không có tác dụng gì đâu. Rồi đây là phòng xông hơi các bạn, theo dõi sát sao không mà nó phì lên lúc nào không biết.